Xin chào anh em. Xin chào chị em đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Vâng, hôm nay là một video đặc biệt. Mặc dù 20 tháng 10 còn phải khoảng 2 tháng nữa, 2 tháng nữa mới đến 20 tháng 10, nhưng mình nghĩ là video này lên thời điểm này là hợp lý rồi, để anh em còn chuẩn bị quà dần cho chị em đi chứ, đúng không? Vâng, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một góc PC được thiết kế dành riêng cho các chị em nhé. Vậy thì anh em cứ chuẩn bị tinh thần, ngắm xem là trong cái đống này anh em tặng được cái gì thì tặng. Tặng được tất cả đống này luôn thì càng ngon nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái góc PC dành cho chị em phái nữ xinh đẹp, dễ thương của chúng ta. Sẽ gồm có những gì? Vâng, đã nói đến góc PC thì đầu tiên chúng ta phải có PC đúng không ạ? Vậy thì đây là một cấu hình PC mà mình đã nói chung là lên khá là kỹ dành cho chị em. Đặc biệt thường ấy thì chị em sẽ không quá quan tâm đến hiệu năng, miễn là nó, ví dụ như các chị em nào mà làm streamer hoặc là chị em có đam mê chơi game ở nhà chẳng hạn, thì miễn là nó có khả năng chơi tốt các tựa game của chị em. Nhưng mà đôi khi chị em cũng muốn sống ảo nữa, cho nên nó phải làm được những cái công cụ sống ảo, ví dụ như là Photoshop, Lightroom, và thậm chí một số chị em còn rất là mạnh mẽ khi mà còn tự dựng được những cái video clip bằng Premiere Pro, hay là chị em có thể làm màu bằng DaVinci Resolve. Thì đây sẽ là một bộ PC sẽ phải làm được những điều đó. Hoặc là đơn giản chị em livestream chẳng hạn. Đó, chị em có một cái đèn livestream đằng sau cái góc setup của chúng ta, và sẽ có một cái ánh sáng rất là đẹp để chúng ta có thể livestream. Thì cái bộ máy này cũng phải có khả năng livestream được ở một mức gọi là Full HD. Thì cấu hình sẽ như thế nào? Với cái nhu cầu như vậy ấy, thì rõ ràng đây là một cấu hình mà nó không cần quá cao, nhưng nó phải đáp ứng tốt được những cái nhu cầu như vậy. Thì chúng ta sẽ đến với CPU trước. CPU của cấu hình này sẽ là Intel Core i5-12400F. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên dùng dòng F, bởi vì là mặc dù mình có nói tới việc dựng video, nhưng mà cái việc mà Intel Quixing sẽ phù hợp hơn với những ai mà làm video chuyên nghiệp hơn một chút. Chúng ta có một cái workflow rất là dày, chúng ta sẽ làm việc liên tục. Còn với những cái nhu cầu chỉ đơn giản nhẹ nhàng thôi ấy, thì có lẽ là một chiếc chip F là đủ rồi. Quan trọng là card đồ họa chúng ta có thể gánh được stream, và CPU này đủ mạnh để chúng ta có thể edit được video cũng như stream đơn giản là được. Đó là i5-12400F. Vậy thì để tối ưu chi phí thì cả cấu hình này mình xin chia sẻ với mọi người, nó chỉ có giá khoảng 23 triệu thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có được card đồ họa là RTX 3060. Vâng, với card đồ họa này thì mọi tựa game eSports, game online hiện nay đều không phải suy nghĩ về nó. Chắc chắn rồi, với RTX 3060 thì game nó quá đơn giản luôn. Nhưng đổi lại nhá, đây là một cấu hình theo chủ đề màu đen hồng, rồi thì trắng hồng, dành cho chị em con gái. Cho nên là nó sẽ phải có màu nó trang nhã một chút. Cho nên mình đã chọn chiếc Litech này, bởi vì nó có phiên bản màu trắng. Đó, đây là chiếc Litech màu trắng, cho nên nó sẽ match với cả cái bộ vỏ hồng của chúng ta hơn. Mainboard thì hơi khó một chút, bởi vì mainboard mà chọn được cái phiên bản nó có màu sắc ấy, thì nó thường đắt. Cho nên là dù sao thì mainboard chúng ta nó cũng nằm ở đằng sau, nó cũng hơi chìm. Cho nên là không sao, chúng ta cứ kiếm cái main nào mà nó có nhiều cái mảng màu trắng nhất có thể. Thì đó là chiếc Asus Prime B660MK D4, sử dụng chuẩn RAM DDR4 để chúng ta có thể tiết kiệm chi phí cho RAM, nhưng mà nó vẫn hỗ trợ những CPU Intel thế hệ 12. Và chiếc mainboard này thì nó sẽ hỗ trợ hai khe RAM dual channel và có một khe PCIe X16 mà thôi, để chúng ta cắm card đồ họa, và một hai khe M2 để chúng ta có thể lắp được SSD đó. Và các cái cổng kết nối của nó thì rất là đầy đủ để chị em có thể sử dụng từ xuất hình ảnh, mặc dù chúng ta dùng chip F thôi, cho nên là chúng ta không cần đến cái cổng xuất hình ở trên mainboard lắm. Nhưng mà đổi lại là cổng USB thì rất là đầy đủ. Chúng ta có hai cổng USB 2.0 ở trên, 4 cổng USB 3.0 ở dưới, một cổng mạng LAN. Như vậy là tương đối để chị em có thể ăn chơi thoải mái rồi. RAM, đây là một cái bộ PC màu hồng, cho nên sẽ phải đi với một thanh RAM nào đó màu nó phải tương xứng. Thì RAM hồng cũng có, nhưng mà mình nghĩ là đã phối card trắng rồi thì RAM trắng sẽ hợp lý hơn, đúng không? Và đây sẽ là một bộ kit RAM V-Color Skywalker Plus có dung lượng là 8GB một kit. Thì đây là hai thanh, là hai kit, thì nó sẽ có tổng dung lượng là 16GB. Vâng, đúng rồi, 16GB. Vậy thì với 16GB chắc chắn là dư sức thì chúng ta chơi game rồi, và kể cả làm những công việc khác nữa dành cho chị em livestream, chị em làm Photoshop và dựng video đơn giản thì hoàn toàn có thể thoải mái với bộ kit RAM này. Và cuối cùng là chưa đến cuối đâu, còn hai thứ ba thứ nữa mới đến cuối cơ.
cấu hình này chúng ta còn có SSD thì mình nghĩ là một chiếc NV1 500GB là đủ để chị em có thể thoải mái vừa cài game để chơi, vừa làm được một số công việc khác rồi. Còn nếu như mà chị em lưu quá nhiều dữ liệu giống anh em ấy, anh em có nhiều cái thứ dữ liệu nặng lắm, phải lưu lắm, đúng không anh em? Đúng không? Gật đầu cái nào. Đấy. Thì 500GB có vẻ hơi ít, nhưng mà với chị em thì mình nghĩ là 500GB là đủ để chị em có thể cài game cũng như là làm những công việc sống ảo rồi. Ngoài ra thì nguồn để cho cấp cho cấu hình này thì chúng ta sẽ có một bộ nguồn 650W. 650W cho i5 và 3060 thì mình nghĩ là vừa đủ. Chúng ta sẽ có thể là nâng cấp về sau, trong tương lai muốn nâng cấp lên chip khỏe hơn thì lên chip kiểu gì cũng phải lên main. Mà lên main, lên chip xong mà không lên cạc thì cũng hơi phí. Cho nên là thôi, chuyện nâng cấp tính sau. Quan trọng nhất là chị em đốt một phát 23 triệu là có một cấu hình đẹp luôn ngay từ đầu. Và cuối cùng đó là bộ vỏ. Thì bộ vỏ đây đẹp không? Đây là bộ vỏ Sigmatic Aquarius S. Aquarius là kiểu như là thủy cung ý. Thủy cung ý chị em. Đó, thủy cung. Trông nó như một cái bể cá rất dễ thương như này, với màu hồng chủ đạo và màu trắng điểm xuyết bên trong. Đó, và với cái cấu hình sử dụng bộ vỏ này thì đặt lên bàn chúng ta có thể thấy nó sẽ hơi to về bề ngang một chút, nhưng nếu chị em có một cái bàn rộng, hơi rộng một chút thì nó không phải vấn đề, và để lên bàn vẫn rất thoải mái. Và quan trọng nhất là nó đẹp và nó show được toàn bộ những linh kiện bên trong này, lung linh lên. Và có một điểm rất là lợi thế nhá, nếu như mà chị em build cấu hình PC tại TNC Store tại thời điểm này với các đồ họa là RTX 3060 thì chị em sẽ được tặng kèm một bộ tản nhiệt nước All-in-One 240 như đang lắp ở đây, màu trắng hồng luôn. Đó, như vậy nó sẽ là cái mảnh ghép cuối cùng để giúp cho cấu hình chúng ta có một cái màu sắc rất là hài hòa, pha trộn giữa màu trắng và màu hồng. Ngoài ra thì nó sẽ còn một chút màu đen của những cái cọng dây nguồn 24 pin này, nguồn CPU này, rồi thì nguồn cả VGA nữa. Tuy nhiên nếu như mà chị em không thích cái dây màu đen thì có thể tìm mua thêm dây nối dài màu trắng hoặc là màu hồng lắp vào thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà trong video hiện tại thì để tránh đội chi phí lên quá nhiều, quá lung tung thì mình sẽ demo một cấu hình như này thôi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thứ khác ở trên cái setup này nhá. Rõ ràng rồi, có một cái bộ cây màu hồng quá là đẹp rồi thì chị em sẽ phải chơi thêm một cái gì đó khác nữa màu hồng đúng không? Đây, hồng đây. Màn hình HKC hồng. Ui xồi, con màn này thì trước đây mình cũng đã từng có video review khá là chi tiết rồi, chị em có thể xem lại nhá. Chiếc màn này thì trông nó cũng rất đơn giản thôi. Nó sẽ có một cái chân đế trông rất giống với cả những chiếc iMac của Apple, trang nhã, gọn gàng. Vẫn có khả năng thay đổi góc ngửa rất là thoải mái, linh hoạt. Còn xoay ngang thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta hãy chấp nhận xoay cả chân. Dù sao thì cái chân này mà nó siêu vẹo đi thì nó xấu, nó mất mỹ quan. Cho nên là cứ để chân fix này và xoay cả màn đi, mình nghĩ là cũng không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là cái màu chủ đạo của nó là màu hồng cánh sen. Đó, chị em thấy không? Màu hồng cánh sen. À, nhầm, chết. Màu hồng cánh sen. Quê, ai lại màu hồng cánh sen? Màu hồng pastel. Đây là màu hồng pastel. Logo HKC trắng. Màn màu hồng. Chân đế màu ghi sáng, trông rất là tươi. Và cái màn này nó sẽ rất phù hợp với những góc setup màu trắng hồng hoặc là Blackpink đen hồng. À, nhân tiện nói đến Blackpink thì màn hình hồng đã ok rồi. Bây giờ phải có tí black nhỉ, phải có tí màu đen vào nó mới ngầu. Thì đây, đây là một chiếc bàn phím mà mình nghĩ nó cực kỳ phù hợp với chị em nào thích cái tông Blackpink, thích tông đen hồng vừa ngầu vừa dễ thương ấy. Đó là chiếc Akko 5108 bản RGB. Thì chiếc bàn phím cơ này là một chiếc bàn phím có kích thước là full size. Và kèm theo chiếc bàn phím này thì sẽ được tặng kèm một cái bộ keycap. Không hẳn là một bộ đầy đủ đâu, mà nó là những cái keycap ở những phím này mà mình đã lắp sẵn trên đây rồi. Nó cũng là màu hồng pastel với ký tự màu đen. Trông, nói chung là đây là một chiếc bàn phím cơ mà mình thấy tương đối ngầu. Giá của nó thì nó sẽ không phải quá rẻ đâu, nó cũng tầm 1.8 triệu. Nhưng mà đổi lại thì những gì chúng ta có được của nó rất là ổn nhá. Đầu tiên là về switch thì nó sẽ sử dụng switch Akko và cũng màu hồng luôn này. Và cái switch này là switch linear nhá, tức là nó sẽ trơn tuột từ trên dưới, không có clicky, không có thắt tai băm. Nó không bị cơ quá, nó không bị nam tính quá, không bị đanh quá giống như là những cái bàn phím cơ của anh em. Nhiều anh em mới chơi là hay chơi blue thì các thứ nó rất là ồn ào. Nhưng không, đây nhẹ nhàng đúng kiểu chị em con gái luôn. Đó, đây mình gõ thử cho chị em nghe nhá. À, cái bàn phím này ở bên dưới nó được tích hợp sẵn một cái lớp foam để tiêu âm, cho nên là cái cảm giác gõ cũng như là âm thanh gõ của nó ra cũng khá ổn, mà chúng ta cũng không cần phải mất công để mod miết rồi thì custom. Không, kể cả nếu mà muốn, nếu thích custom cũng được thôi, bởi vì chiếc bàn phím này cũng có khả năng là hot swap. Đó,
Ở bên trong bộ bàn phím này khi mà mua chúng ta sẽ được tặng kèm keycap này, chúng ta được tặng kèm switch puller này, rồi key puller này, rồi chúng ta cũng được tặng kèm cả cái nhổ switch nữa. Đây, đây là cái nhổ switch. Nếu như mà chị em muốn chơi sâu một tí, chị em mạnh mẽ muốn chơi sâu thì chúng ta hoàn toàn có thể nhổ những cái switch này lên. Đó. Hot swap mà. Nhổ lên rất dễ dàng để chúng ta thay những cái switch khác mà chị em thích. Nhưng mà cơ bản thì chiếc switch Acco hồng này mình thấy là cũng khá là ngon rồi. Đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe gõ thử nhá. Đây mình sẽ đặt cái mic ở đây. Nó vừa đủ nhẹ nhàng, dĩ nhiên là nó vẫn hơi đanh khi mà cái tiếng bottom out nó vẫn hơi cạch cạch một chút. Nhưng mà nhìn chung là nhờ cái lớp foam tiêu âm ở bên dưới đã giúp cho chiếc bàn phím cơ này nó gõ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và cảm giác gõ nó cũng rất là sướng tay. Nói chung là chị em nên trải nghiệm thử con này. Nếu như mà chị em không thích cái tông đen hồng này thì chị em có rất nhiều những lựa chọn khác. Ví dụ như ở đây. Đây là con Blackpink nhá, Black and Pink ASAA đấy. Keycap của cái bộ bàn phím 5108 này, Acco 5108 này được làm từ chất liệu là PBT Double Soft, cho nên là chị em sẽ có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền, dùng lâu không bao giờ bay màu, yên tâm luôn. Và cái switch này cũng được thiết kế dạng là ASA. Đó. Layout ASA cho nên là cũng ổn. Còn nếu như mà chị em không thích tông đen hồng mà chị em thích hồng trắng thì cũng có luôn. Đây, đây là Acco 3108 Plus. Phiên bản Brunus Lanesiana. Brunus Lanesiana. Nghe phát âm hơi khó tí nhưng mà nghe cũng hay hay nhỉ. Với phiên bản trắng hồng này thì chị em thấy đấy, thay vì là đen hồng Blackpink kia, hồng pastel, thì chúng ta có trắng hồng pastel. Và cái màu trắng này nó cũng là trắng sữa nhá. Nó sẽ không phải trắng tinh khôi, trắng sáng như là bột giặt Omo hay bột giặt thai gì đấy đâu. Mà nó là màu trắng sữa một chút. Và cái màu hồng pastel này cũng cực kỳ ok. Cái phiên bản này thì sẽ có mức giá rẻ hơn chiếc 5108 kia. Cái keycap cũng là chất liệu PBT double shot cực kỳ dày dặn và lâu bay màu theo thời gian. Và cái switch nó cũng là switch linear, nhưng mà đây là switch Acco gì đó mình không nhớ tên. Chắc là tên sẽ hiện trên màn hình đây. Và cái switch này thì nó lại có màu hơi màu thanh long. Mình không biết đây gọi là màu gì, chị em đúng là chuyên gia màu sắc nhưng mình không biết đây là màu gì. Màu nó hơi giống màu quả thanh long. Nhưng mà được, đổi lại là nó gõ cũng ra gì phết. Đây, lại cho chị em nghe thử nhé. Cũng ổn. Đó, như vậy chúng ta có hai option: Blackpink, đen hồng và trắng hồng. Và nếu như mà chị em cảm thấy là hai cái bàn phím này nó là full size, nó hơi tốn diện tích, chị em muốn nhỏ gọn một chút thôi, thì chúng ta có thể lựa chọn sang chiếc Dayu. Dayu ở đây thì là phiên bản cũng có thể nói là giá rất là rẻ và dễ tiếp cận. Chiếc Dayu EK87 này nó sẽ có form là TKL. Đó chị em thấy đấy, nó là màu pinky white, tức là màu chủ đạo sẽ là màu hồng, sẽ là màu hồng pastel. Và nó điểm xuyết thêm một số cái keycap màu trắng. Và cái phiên bản này thì nó sẽ không có dây rời giống như hai chiếc bàn phím kia, mà nó sẽ là dây liền. Nhưng mà đổi lại ấy, là chúng ta vẫn sẽ có một cái hệ thống đèn LED khá là ấn tượng. Đó, đèn LED, chị em thấy màu gì chưa? Màu hồng ạ, trông được của nó luôn. Ok, đó là về bàn phím. Xong bàn phím nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái món phụ kiện khác. À, chị em thấy từ đầu video đến giờ chúng ta có một cái tai nghe ở đây. Đây là chiếc tai nghe Dayu EH469. Thì chiếc tai nghe này cũng là một chiếc tai nghe mà nếu anh em muốn tìm một món quà tặng dành cho chị em thì đây chính là nó. Nó là chiếc tai nghe mà mình nghĩ là sẽ bảo vệ, vừa bảo vệ được túi tiền của anh em mà lại còn bảo vệ được cả hạnh phúc của anh em nữa. Màu hồng. Cái cục bông bông màu trắng rất dễ thương, kèm thêm hai tai mèo nữa. Đèn LED RGB kết nối USB. Có DAC ở bên trong. Chất lượng âm thanh thì nó ở mức đủ tốt để chị em có thể quẩy nhạc, có thể nghe xem phim thoải mái, gaming cũng ok. Và quan trọng nhất là ngoại hình nó đẹp. Đó là Dayu EH469. Còn về chuột, bây giờ chúng ta sẽ đến với chuột nhé. Chuột thì Storm Queen, nghe vừa ngầu, vừa mạnh mẽ, vừa dễ thương. Queen. Đây chính là chiếc Storm Queen chúng ta. Dayu A960S. Thì đây là một chiếc chuột gaming mà có một cái dây dù màu hồng rất mềm.
đặc biệt là chị em mình nghĩ là sẽ thích cái dây này, bởi vì đặt lên bàn nó cực kỳ mềm và nó mình zin chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái dây, nó không bị căng và dây rất là nhẹ. Ngoài ra thì thiết kế của nó sẽ là thiết kế công tay học cho chị em thuận tay phải, chị em thuận tay trái thì hơi tiếc một chút là dùng chuột này nó hơi cấn, nhưng mà tay phải sẽ ok hơn. Chúng ta sẽ có một giải led RGB chạy đó, chạy hai bên cạnh bên này, và logo RGB ở logo DU ở chính giữa. Màu thì dĩ nhiên rồi, nãy giờ chị em đều thấy đấy, nó là màu hồng pastel. Còn nếu như mà chị em thích chuột không dây ấy, thì mình nghĩ là chị em cũng sẽ thích con chuột này. Đây là phiên bản Sailor Moon của đến từ Akko. Đây là Akko Smart One Wireless Mouse Smart One. Vâng, đến từ Akko, phiên bản Sailor Moon. Và chị em có thể thấy đây là áo của thủy thủ mặt trăng, cái nơ thủy thủ mặt trăng ở chính giữa và chữ Sailor Moon ở dưới, màu xanh trắng và hồng xung quanh, nhỏ nhắn xinh xắn, và đặc biệt nó là chuột không dây dành cho chị em nào không thích những cái dây lằng nhằng. Chị em chỉ cần cắm cái đó vào, cắm cái đầu receiver vào laptop hoặc là PC, sau đó là có thể sử dụng một cách hoàn toàn thoải mái. Riêng về những chuột không dây mà sử dụng cái receiver rời như thế này thì chị em cũng có thể yên tâm về cái độ trễ, bởi vì là dùng receiver chuẩn 2.4, kết nối 2.4 thì nó độ trễ rất là thấp, không như là những cái chuột Bluetooth đâu, cho nên chị em hoàn toàn có thể không chỉ là làm việc mà thậm chí có thể chơi game với con chuột này cũng khá thoải mái. Và dĩ nhiên rồi, đã có chuột thủy thủ mặt trăng thì phải có bàn phím thủy thủ mặt trăng. Trời ơi, quá nhiều lựa chọn, anh em tầm này mà đi mua quà cho người yêu thì hết nước chấm luôn. Cái phiên bản thủy thủ mặt trăng này ấy, thì nó sẽ là màu hồng, màu hồng thôi, chứ nó sẽ không pha màu trắng nữa, bởi vì là cái chủ đề Sailor Moon chúng ta đã có chuột màu trắng rồi, để bên cạnh nó sẽ rất là nổi bật đúng không ạ. Và với cái phiên bản màu hồng này ấy, thì nó sẽ có màu hồng đậm và hồng pastel là chủ đạo, và sẽ có màu hồng đậm hơn một chút, chắc chắn không phải hồng cánh sen đâu, anh em yên tâm. Anh em yên tâm là tôi không tư vấn cái gì cho anh em mà có màu hồng cánh sen hết nhá, anh em yên tâm. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có những cái keycap màu hai chú mèo của thủy thủ mặt trăng này, mèo đen và mèo trắng này. Form phím thì là form phím TKL rồi nhá. Và cái keycap thì là keycap PBT ASA. PBT này thì hơi tiếc một chút, không phải là PBT double shot mà PBT in die sap thôi. Tuy nhiên thì nó cũng là chất liệu PBT cực kỳ dày và chuẩn ASA, cho nên là chị em có thể gõ rất là thoải mái và trông nó cũng mềm mại, nó cũng đó. Với những cái keycap PBT ASA này thì nó sẽ hơi cong cong mềm mềm một chút, trông nó không bị sắc sảo, nó không bị sắc cạnh như là ANSI hay là những chuẩn keycap bình thường khác. Đó, ASA trông rất là mềm, cho nên là mình nghĩ là sẽ rất phù hợp với chị em. Và cái Switch thì sẽ có rất nhiều phiên bản, tuy nhiên là phiên bản này sẽ là phiên bản pink. Nói chung là Akko bị nhiều phiên bản Switch quá, mình cũng không nhớ là cái gì thôi. Anh em nhìn tên hiện trên màn hình. Ok, và đó là về tất cả những cái bộ ghi ở trên cái bản này. Còn thiếu một thứ nữa thôi, nếu anh em tinh ý mới nhận ra này. Anh em nào tinh ý lắm mới nhận ra là mình thiếu cái gì này. Anh em nhìn đi, kể cả chị em đang xem video này luôn, thử nhìn xem chị em có đủ tinh tế để nhận ra mình thiếu gì không. Thiếu cái pad. Nó ở trên bản nãy giờ nhưng không ai để ý, chắc là bởi vì là những cái bàn phím với chuột này nó ngầu quá. Pad chuột, làm nào lấy cho mọi người xem nhỉ? Thôi, chấp nhận, đổ xô mọi thứ đi. Đây, đây là chiếc pad DU ESP109. Đó, cái màu của nó sẽ là màu hồng, không phải cánh sen, hồng pastel. Điểm xuyết ở trên này là những cái họa tiết màu nước. Đó, màu nước hơi loang loang ra một chút này. Thì để nhỡ mà chị em có đổ cái gì lên pad này thì bảo là họa tiết nó thế, bởi vì là sẵn trên pad này cũng có họa tiết này rồi. Chị em có uống nước hay là ăn uống, cho nên chị em hay ăn đúng không? Ăn uống này nhỡ làm rớt ra xong loang loang ra, không, đấy là cái họa tiết nó thế, đúng chưa? Đó, lại rất là hợp lý. Và đây là chiếc pad DU ESP109 nhá. Nếu như mà anh em có muốn mua quà chị em thì nhớ mã đấy. Rồi, nói chung là mình đã vừa cùng anh em cũng như là các chị em đi qua được một cái góc setup. Chết thật, quên. Nãy thì chê anh em chị em thiếu tinh tế, bây giờ đến lượt mình thiếu tinh tế. Mình lại quên một thứ cuối cùng nữa. Đó là cái ghế mình ngồi nãy giờ. Cái ghế này mình phải chia sẻ thật với chị em nhá. Chị em mà có vấn đề về lưng ấy,
không phải là chị em có vấn đề về lưng, mà chị em muốn cái tư thế của cơ thể mình, muốn dáng ngồi của mình nó ngực tấn công mông phòng thủ hơn ấy, thì nên chọn chiếc ghế này. Đây là chiếc ghế WGC 206 Plus. Chiếc ghế này thì chắc chắn rồi, có màu chủ đạo là màu hồng pastel cùng với màu trắng. Và tại sao mình lại nói là ngực tấn công mông phòng thủ với cái ghế này ấy? Thì đây, đằng sau này có một cái đệm lưng rất dày dặn. Và nó không phải là đệm cố định, nó không có dây buộc, cho nên là ngồi rất là thoải mái. Tại sao? Lúc nào mà chị em cảm thấy là lưng chúng ta đang hơi bị gù, như kiểu như này, hơi bị gù này, đệm cái này vào, dựa vào, úi sổ, ưỡn luôn, mông phòng thủ luôn. Nói chung là sẽ mang lại chúng ta một cái tư thế ngồi, một cái dáng ngồi và cái cột sống nó tốt hơn, nó thẳng hơn và chuẩn chỉ hơn. Và chúng ta sẽ có cảm giác thoải mái hơn. Và ngay từ cái màu của nó thôi, chiếc WGC 206 Plus này cũng đã mang lại một cái cảm giác ngồi rất là thoải mái. Khi mà nó có một cái form thì là form gaming, nhưng mà đổi lại là cái phần đệm ghế này ngồi rất rộng. Cho nên là chị em, mình biết là nhiều chị em không thích ngồi kiểu gò bó đâu. Chúng ta ngồi sẽ kiểu hơi freestyle một tí ấy. Freestyle là như nào? Mình biết, chị em đừng... Không cần phải giấu giếm gì đâu. Tại vì là mình là người có vợ rồi, mình biết. Với một cái phần mâm ghế nó rộng rãi thoải mái này, chị em ngồi freestyle kiểu gì cũng được luôn. Đấy, thẳng thắn với nhau như thế nhá. Rồi, đó là WGC 206 Plus. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tất cả một cái setup có thể nói là lung linh dành cho chị em con gái rồi, và cũng dành cho những anh em nào đang muốn tìm những món quà tặng cho người yêu cũng như là gấu cũng như là vợ của mình. Thì đây, đó, những gợi ý rất hấp dẫn đúng không? Vậy thì bây giờ còn một việc cuối cùng thôi. Việc này thì có lẽ là chỉ anh em quan tâm thôi, cho nên chị em có thể kết thúc video ở đây rồi. Chị em chọn được món nào rồi ấy, thì nhớ chụp lại, sau đó là nhắn cho bạn trai, người yêu hoặc là chồng mình nhé. Còn bây giờ đến phần của anh em này, test hiệu năng cấu hình này. Anh em chờ nãy giờ đúng không? Test thôi. Và tựa game đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau test với cấu hình này, đó là Valorant. 400fps, 420 với một chiếc màn hình Full HD cùng với tần số 144Hz từ chiếc màn hình HKC hồng này thì chắc chắn là sẽ giúp chúng ta có thể trải nghiệm tựa game này một cách có thể nói là GoPro được luôn. Cấu hình RTX 3060, nếu như anh em chơi Valorant ở cái mức setting gọi là tối ưu hóa về khung hình ấy thì chắc chắn là rất thoải mái. Và tiếp theo là CSGO, chúng ta sẽ cùng nhau bị hạ gục ở 500fps. Hiện tại thì anh em có thể thấy là CSGO đang có mức FPS tương đối cao, khoảng 400 cho đến 500. 4 đến 500fps với CSGO là một cái mức FPS có thể nói là rất thoải mái để anh em chơi tựa game này. Thậm chí là anh em GoPro luôn. Ok. Không biết phải nói gì hơn nữa nhỉ? Bởi vì là game này thì nó cũng quanh quẩn, nó cũng chỉ thế thôi. Anh em chỉ cần nhiều FPS là được rồi đúng không? Đó, với mức FPS mượt mà như này thì em không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Lều lều. Năm trăm fps, 450, 450. Và cuối cùng là tựa game Cyberpunk 2077. Dù gì đi nữa thì đây vẫn là một tựa game để chúng ta có thể suy xét được xem là cấu hình chúng ta có đủ mạnh hay không. Hiện tại thì trong phần setting chúng ta đang để ở preset ở Ray Tracing Ultra, tức là gần như là mạnh nhất rồi đấy. Ở đây chỉ còn hai chỗ để đẩy lên cao hơn nữa thôi, đó là Screen Space Reflection Quality
bên cạnh đó chúng ta có Ray Trace Lightning có thể lên Psycho, tức là điên cuồng luôn đấy. Rồi, nói chung là chúng ta sẽ để mạnh nhất nhá. Và với độ phân giải màn hình ở đây hiện tại đang là 2K 2560x1440 nhá, thì Cyberpunk 2017 max setting chúng ta vẫn có thể chơi được ở mức FPS lên tới là 42. Chúng ta còn chưa xét xem là DLSS đang để ở mức bao nhiêu, bởi vì đây là card đồ họa RTX cho nên chúng ta có đầy đủ những cái công nghệ đến từ Ray Tracing cũng như là Super Sampling, DLSS. Đó, hiện tại thì DLSS đang là Auto nhé. Tức là nó sẽ làm thế nào để tối ưu cho chúng ta có vừa có được một cái mức FPS tốt, vừa có được cái mức độ hình ảnh đẹp. Nếu mà để quality chúng ta sẽ ưu tiên về chất lượng hình ảnh thì FPS nó sẽ không cao. Còn Ultra Performance tức là FPS cao nhưng mà hình ảnh nó sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà chúng ta sẽ để Auto. Thì anh em có thể thấy là mức FPS chúng ta đạt được với chế độ Auto DLSS là khoảng trên 40-43. Với tựa game Cyberpunk 2077 là một tựa game mà hành động vừa đủ. Thôi em xin lỗi, tai nạn giao thông, không, em không cố ý đâu. Đừng làm gì em, tai nạn giao thông thôi mà. Thôi. Đấy. Rồi, thì anh em có thể thấy nhá, hiện tại card đồ họa chúng ta đang hoạt động khá là căng, 98%, nhưng mà nhiệt độ lại cực kỳ mát. Cái điều này mặc dù là ở cái phần máy tính chúng ta, cái bộ cây của chúng ta không có quạt hút gió vào bên trong, nhưng mà do hai cái quạt tản nhiệt của rad tản nhiệt 240 ấy đang hút gió ra ngoài, cho nên là chúng ta vẫn có một cái luồng khí thụ động được hút vào bên trong, cho nên là cái card đồ họa chúng ta luôn luôn có không khí mát để được làm mát cho nó. Và bản thân cái bộ vỏ này, bộ cây này mình build hiện tại ấy, bên trong nó không có cái luồng khí nóng nào cả, cho nên là tất cả cái luồng khí nóng đều được hút thổi ra ngoài. Đây, hiện tại thì card vẫn khá là mát, khoảng 71 độ C, rất mát luôn. CPU thì phải nói là quá mát luôn, nhiệt độ này là vừa đủ đẹp nhiệt độ để Familo này anh em, 45 độ C vừa đủ đẹp để Familo luôn. Và với mức nhiệt độ như này thì ngay cả những tựa game AAA nặng như là Cyberpunk 2077 max setting anh em có thể thấy chơi trên màn 2K luôn thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể chiến một cách rất là thoải mái. Rồi, vừa nãy tai nạn giao thông, bây giờ là em cố tình đấy. Ủa, quên mất là có con robot ở đây ạ. Hết đạn. Thôi. Em lỡ tay. Làm gì căng thế? Đấy, anh em ạ. Chúng ta có thể thấy là cấu hình này hoàn toàn thể chơi những tựa game AAA cực kỳ thoải mái như là Cyberpunk 2077. Hay thậm chí anh em có thể chơi những tựa game AAA khác kiểu như là ARK. ARK thì nó sẽ nặng hơn một chút về cái phần ổ cứng. Tại vì là anh em biết đấy, map ARK thì mênh mông, cài thêm mod vào nữa thì vô cùng tận. Nhưng còn lại thì mình tin chắc là vẫn có thể chơi được một cách thoải mái với cấu hình này của chúng ta. Và đó là với anh em nhá. Còn với chị em thì Cyberpunk chiến còn mượt như thế này thì game eSports kiểu Liên Minh Huyền Thoại các thứ không phải nghĩ. Đúng không? Vâng. Và đó là góc setup dành cho chị em. Còn nếu anh em thích thì chiến thôi, không cần phải lăn tăn gì cả, bởi vì như cái quan điểm của mình đã chia sẻ với anh em trong một video cách đây không lâu đấy, màu hồng không phải là nữ tính, màu hồng là màu của sự dễ chịu. Màu hồng này, màu xanh chuối này, màu xanh dương nhạt này là những cái màu mang lại cho chúng ta những cái năng lượng rất là thoải mái, rất là chill. Và nếu anh em thích sự thoải mái của những cái màu này mang lại thì vẫn có thể lựa chọn thôi, không ai đánh giá cả. Và một khi mà anh em quá nam tính đi, anh em sự nam tính của anh em phải nói là không có gì có thể ngăn cản được ấy, thì một chút màu hồng này nhằm nhò gì, đúng không anh em? Đó, cho nên là thích thì cứ nhích thôi. Còn quan trọng nhất là chị em thấy thế nào về cái góc setup này, với một cái góc setup có thể nói rất là đồng bộ từ dàn PC với màu hồng pastel, màn hình hồng pastel, pad chuột hồng pastel, bàn phím Blackpink cực ngầu, hoặc nếu không thích Blackpink thì có thể là Whitepink trắng hồng tự nhiên. Ôi xời ơi. Nói chung là bản thân mình khi mà giới thiệu cái bộ này, mình setup cái bộ này lên ấy, thì mình cũng có một cái sự dễ chịu không hề nhẹ khi mà mình ngồi vào đây. Và có lẽ là cái góc PC trong tương lai ở nhà mình, nếu mình có góc PC đi, thì mình cũng sẽ có một cái gì đó màu hồng vào để nó tạo ra cái sự thoải mái và dễ chịu khi mà mình ngồi vào đây. Và đó là tất cả những điều mà mình muốn chia sẻ với chị em, và đặc biệt là với anh em. Nếu như anh em có muốn tìm một món quà tặng cho bạn gái, tặng cho crush, tặng cho vợ, thì đây, hãy pick một trong những cái món đồ ở đây, hoặc cả, đẹp nhất là lấy cả anh em ạ. Hốt tất liền. Đấy. Và nếu như mà để mình chọn ra một cái món đồ gì đấy mà gọi là phù hợp nhất ấy,
thì mình nghĩ là cái em chuột Sailor Moon này này. Đó, chị em nào dùng laptop cũng dùng được này, dùng với máy PC, máy bàn cũng được này. Và hầu như là rất nhiều chị em sử dụng laptop phải không? Thì một em chuột nhỏ bé xinh xắn và trông rất là dễ thương như này sẽ là một món quà mà mình nghĩ là giá tiền, giá thành nó không quá cao, nhưng mà nó thể hiện được cái sự thực dụng của anh em. Đó, mua một cái món đồ gì đấy dùng được, chứ không phải là để trưng hay là để ăn xong là thế nào đấy là nó trôi đi mất, đúng không? Hãy tặng cái gì đó dùng được. Và mỗi lần crush của anh em cầm vào em chuột này chẳng hạn, lại nhớ dễ thương thế, cũng thế. Rồi, đó là tất cả nội dung của video ngày hôm nay. Anh em có thắc mắc gì hoặc là muốn tìm một cái món quà gì đó dành cho chị em trong ngày 20 tháng 10 sắp tới, khoảng 2 tháng nữa, thì hãy bình luận bên dưới nhé. Còn chị em thấy góc này còn thiếu gì nữa không? Bởi vì dù sao mình cũng chỉ là một thằng con trai thôi, cho nên là mình không thể nào nắm bắt được hết tâm lý của chị em. Chị em thích cái món đồ gì thêm nữa vào đây thì cũng bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.